Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có, sinh hoạt đoàn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có, nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai? Là nói chị tin đó chị à. Dạ, em hỏi đi. Có. Bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là nó đi đơn phương không mà vậy, chắc là anh cùng. Ý là anh đó là chơi tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là chơi tăng. Thiệt anh là chơi tăng. Rồi còn em sao em có, nói có, luôn có, à. Có hung con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hôn nhau mà. Rồi lúc đó anh cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi, nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Ừ, đáng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Họ rồi. Sông Vàm có anh đây chưa đến, bên Ninh Kiều anh đứng đợi truyền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền, tháng năm tự nhủ họ. Chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận ơi, tôi không giận. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm chẳng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mất, hay rộng nói trăm lần. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay. Ôi ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê. Mưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn ừ. Nam. Dạ, dạ anh Quyền Linh, bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi, và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai video clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là những nhiễu đó hả? Dạ, nhiễu nhảo. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhảo, là nhiễu sóc. Bây giờ vậy nè, Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch ạ. Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Vậy đó hả?
Hai em, bạn này có một cái giống em ơi, nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. À anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có rồi. Gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha, em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ cũng nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi xíu ha. Rồi các ngồi bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hai hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi như tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. À, dạ. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. À, hẻm Lý Tư Trọng. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc, lại. Chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con vùng trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Anh lộn, nãy em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè. Có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Chính vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo và ba thì hôm nay vậy thôi. Dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn em, hơn nhân vật nữa. Dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm không? Dạ, cũng có nhây. Đôi khi cũng dữ lắm không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh... luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng mà anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc bolero, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa. Nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Chưa mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm nghe, là hay ngoé mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu cũng hay dọa đầu nhỏ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem tivi luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không à? Anh thì là người không có nóng tính.
Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ cái gì. Nghĩ hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học kể là chuyện hồi nhỏ rồi, dạ, hồi lớn nhỏ, lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ từ anh, tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6, lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à, chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai nói chắc chi? Chắc cũng xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có các bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là anh nói đi đơn phương không mà vậy, chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hùng con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hung nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi. Nhìn mấy bạn nữ xinh ngắm đẹp nữa. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói ngủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết dạ. Bây giờ đang cộng sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình em cũng không biết luôn. Dạ, thế là hầu như là bị phụ nhiều. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình. Em đầu thử tả cho coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em, là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp, mẹ là mặt tròn, da trắng mà tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như, phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết. Nhưng mà cái vui. Đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia hay sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và chúng ta có quyền thất bại, nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh mình em kia có tâm, gia trưởng anh không là anh? Người không có gia trưởng đâu, anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào, cần nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Không. Con gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Khi quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Thì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay lắm. Không anh hít đất được 10 cái.
Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đợi bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Em cứ ví dụ hỏi. Như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình các bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm em nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình. Không nói nữa đi, em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường không có giận đó, mà lỡ cái hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi khỏe nói lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Cũng là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh hả? Là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời tưởng là bên đây đi với ba đúng không? À, tức em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói nè. Dạ ba. Không? Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp, mà cái thì nó cũng hơi ấy, hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng có nhiều quá. Hay đó là... nó hơi lạc vấn đề đó, nó bị lạc đề. Không nhưng mà vui mà chú, nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi. Ai hỏi hả, nói đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. À. Rồi cảm ơn chú, thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi. Mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. À, anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Tặng anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn vàng này mà, cái truyền thống của người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé. Rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói em ăn hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để không, sao cái ăn đó, sao cái đi. Cái đó chấm mưa ớt ăn ngon lắm. Không có gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh Sinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, bởi anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ em thấy
cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em là 90% là người mẫu lý tưởng của anh. Tóc dài, có, đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói với hợp cái gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải gì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ và không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn, mình nói dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất là ấm, cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá, tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về dạ. Nhà có thể. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, em rất là thương gia đình. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải tự lập với lại cầu tiến là như mình nhé. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ. Sao tài khoản của em có nhiều? Em chưa biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi bây giờ xin mời gia đình nhà gái nào. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Xin mời nhà trai gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi, quê thì ở Đồng Tháp, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trợ lý giám đốc Logistics. Em ơi, em tự giới thiệu về mình đi. Làm ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ em làm ở Bình Thạnh. Rồi bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùa lá rụng. Dạ hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Dạ hiện tại em đang ở quận 12. Dạ em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nên nói xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Ưu điểm của em là em tự tin, ham học hỏi, nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia. Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng rồi chị. Chào cô Vân Vlog. Đỡ quá, hên không kêu bà Vân Vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ khuyết điểm của em là
khi mà giận á, thì em hay im lặng giống như người tốt em. Người nhiều người giận ta la ông sùm nó mệt lắm. Trời ơi, nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Ừ. Như là bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Im lặng khoảng một tháng. Trời ơi. Trời đó. Ừ. Dạ năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Thôi rồi. Thiệt là địa ngục đó mà. Gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn. Thiệt là đúng là buồn á. Còn có cái tật xấu gì không? Ngủ em hay nghiến răng á. Còn bạn trai? Ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Đàn ông của gia đình. Và khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu. Em dễ tin người, em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không có được, tại vì em sợ độ cao. Ủa đá banh mất mới sợ độ cao? Phải nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ, mình đã đổi được. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ. Vậy là này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt. Đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không, thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. À, cũng tốt mà. Có một cái tật xấu gì không? Ừ. 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Như là một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện như kiểu. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Dạ thì suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Trời ơi. Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Dạ, em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp đó, thì em tập trung vào công việc nhiều quá. Em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục. Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá. Chia tay luôn. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng. Cái anh bạn đó ở bên nước ngoài. Thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm. Qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé. Dạ, quen mà kiểu khoảng cách xa quá. 6 tháng thì tụi em chia tay. Dạ, rồi nói chung ít quan tâm em, quan điểm sống không có hợp. Cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi, mình mệt mỏi quá. Lúc đó anh đang nghe em nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, em cứ ở nhà chờ anh đi, một tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy nên thôi. Chung tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Thực đơn giản ra là thôi. Không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Còn Nhân sao Nhân? Dạ, em có một mối tình. Dạ, quen được 5 năm. Dạ, chia tay được 4 năm rồi. Tại sao lại chia tay Nhân? Dạ, lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó. Mà bên kia thì không có vô đạo được. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ, em có. Trời ơi, mừng quá. À vậy ha. Linh ơi. Cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè? Đây ạ. Và đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. Ngộ á. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Trời gái. Ừ. Em chào anh. Ngộ ngộ á. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy? Tóc dựng dựng lên ha. Tôi coi bạn này có làm sao nè. Dạ, dạ chào chị. Ý, cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô thấy cũng có vẻ đó. Hình là anh em đúng không? Dạ chính xác. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi. Tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chững chạc, có chí cầu tiến. Chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Nói được là làm được chị. Không nói thì thôi, nói được là làm được. Dạ có hết. Có hết. Khỏe rồi. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Rồi để tôi hỏi đàn gái thử coi sao. Thì đó, hỏi đi. Chào em gái. Dạ chào anh. Em có ghen không? Dạ có. Nhiều không? Đàn bà nào không ghen, mất cười quá. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu, em có đồng ý không? Em chắc không ạ. Ở chung khó. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè.
rồi á, là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ, vậy được, vậy được. Thôi vậy được hả? Ừ. Em cũng không có lập trường gì hung á. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Vâng, thì giờ lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Qua đây thì nhận thấy em Nhân đây thì cũng mặt mày sáng láng, thì công việc ổn định. Dân miền Tây mà không uống rượu, không hút thuốc là rất là tốt á. Nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này. Thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn chị Long. À, đi với ai nào? Nhân. Dạ em đi với mẹ, với lại chị đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Dạ, tất toàn thể trong trường quay. Dạ. Mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc, chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết. Để cho con mình nó có tương lai sớm hơn, càng tốt. Chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Còn con thì con nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về làm dâu của cô, không có sao hết. Cô rất là thương con. Nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Trời đất ơi, trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mắt lòng mắt dạ liền. Ừ. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp con nó có thiện cảm không? Ừ, vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào. Rồi đó Nhân. Bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em muốn ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. À, anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ, ở đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Đây có chữ là bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khắc trước. Dạ. Anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà em tặng anh. Dạ, cảm ơn. Khoan. À. Hôm nay thì anh rất là vui khi dạ. được gặp em. Dạ. Anh cũng muốn hỏi em một câu. Dạ. Nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thấm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi. Em hỏi anh bồi hồi là gì đi? Dạ là gì anh? À, bồi hồi là nhớ, là thương, là chờ, là đợi, là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Trời đất ơi. Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày, đóng sang tay nào ai. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương. Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade, thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Sau giờ làm việc á, thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Dạ. Anh có thích đọc sách không? Có, anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó. Em có thể đọc cà sách. Cà phê sách đó, dạ. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương? Làm thế nào để tăng lương? Thật hay vậy ta. Cho anh mượn anh đọc coi. Dạ có, em có... chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi. Có gì thì cho anh mượn nha. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi. Tràm Chim rồi đó. Đẹp lắm em ơi. Em thấy anh cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Thì anh thì tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Cảm ơn anh.
em rất là năng động và rất là anh rất là thích. Rồi, hết thời gian rồi. Chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Có. Anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. À, bây giờ á, bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên. Hôn má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao? Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Hôn nha. Hít rồi hết hơi luôn. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Những cái bạn nữ nào mà nhõng nhẽo hay tóc một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Cái quan điểm của em là không có quan hệ chứ không nhân. Thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả chào ở em. Trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên Đinh Chí Thiện. Em năm nay 32 tuổi, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em làm nhân viên văn thư ở trường học. Còn em? Dạ, em tên là Mỹ Thảo, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán thống kê tại công ty quạt điện Sinco. Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ở đâu, em làm ở đâu? Dạ, ở bên Bình Tân ạ. Em nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì em hơi khó tính một xíu ạ. Dạ, em thì cái cảm xúc của em nó hay bị tục ạ, nó bị tục cảm xúc. Lý do tại sao vậy? Nhiều khi mình đang vui á, xong cái mình đang ngồi mình vui và có ai đó đi ngang qua cái đánh mình cái mạnh quá thì lúc đó mình cấu lên luôn. Còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ em điểm mạnh của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập cao, thẳng thắn, thiệt thà. Điểm yếu thì bởi vì thẳng thắn thiệt thà nên thường hay có khi thua thiệt. Với là em có điểm yếu là em cũng hay dễ mềm lòng. Những cái bạn nữ nào mà ví dụ như nhõng nhẽo hay khóc một xíu thì em cũng
hay mềm lòng. Rồi sau này em có bạn gái rồi mà những bạn gái khác mà nhõng nhẽo vậy thì em có mềm lòng không? Không chị, em chỉ mềm lòng với người yêu thôi chứ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hiện tại là trước giờ là em có 3 mối tình rồi. Em mối tình nhất là kéo dài 2 năm. Ngắn nhất là mới đây luôn. Rồi 3 mối tình đó thì em thấy em có sơ suất gì trong 3 mối tình đó không? Không có sơ suất gì. Không có sơ suất sao chia tay? Phần là do bạn nữ có tình yêu mới. Có đổ thừa cho bạn nữ nữa phải không? Như vậy có nghĩa là lý do là do em bị bạn nữ bỏ đúng không? Dạ. Không lẽ ba cô bỏ hết em, ba cô đi vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Chắc có lẽ là em thiếu quan tâm đến cho nên bạn buồn, bạn mới có người yêu khác chứ. Xui vậy. Bên kia mấy mối tình? Em có một mối tình được 2 tháng. Em với anh này cũng tình cờ quen nhau qua cái buổi cà phê bạn bè. Rồi anh này có số điện thoại của em, cái ảnh về anh cũng nhắn tin gọi điện quan tâm em kiểu đặc biệt lắm chị. Rồi cái ảnh tỏ tình, ảnh biết cái lịch làm việc của em khi nào rảnh á, rồi ảnh qua đưa đón em đi ăn đi chơi xem phim. Mà cái này cũng là anh này cũng là cái gu của em đó chị, đẹp trai cao to em đã thích nữa. Công việc thì ổn định thì em cũng chấp nhận quen luôn. Xong cái quen được 2 tháng ảnh tiêu, không có còn nhắn tin quan tâm tới em nữa. Xong cái em cũng thấy lạ lạ. Dạ, cái em gọi điện em cũng hỏi, rồi em cũng gặp em cũng hỏi mà anh không có cho em lý do, im re, rồi anh nói anh bận, rồi không trả lời gì nữa. Mà cái lúc mà hai đứa em quen á, thì em cũng có nói rõ cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân. Chắc ổng thấy em khô khan rồi không có biết chiều chuộng gì đó nên à. Rồi bạn trai bạn nghĩ gì về quan điểm này? Em cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn nữ đó. Thì em thấy cái đó là nó quan trọng với người phụ nữ. Mình à, nên dạ. giữ cho tới lúc mà mình có một cái mối quan hệ mà nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân. Có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó bị nguyên tắc quá không? Em cũng không biết mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà đối với em thì mình nên... Cái đó là bất di bất dịch. Em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào? Em muốn người bạn trai của em chăm lo cho cuộc sống gia đình, năng động. Tại vì em cũng ít nói á chị, nên em cũng muốn một người bạn nam nói nhiều, tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á. Có thích đẹp trai không? Dạ thích. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Dạ da ngăm ngăm thôi chị. Ngăm ngăm thôi phải không? Tôi qua tôi coi luôn nè. Da ngăm có. Được cái là nói luôn nè. Có. Cười dạ, tươi em có. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh Linh nói đúng á, da ngăm đen có luôn, cao có luôn, cười tươi có luôn. Dạ. Còn em cái mẫu bạn gái của em là như thế nào? Về bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ ngoại hình cao khoảng 1m58 trở lên. 1m58. Da trắng. Ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu. Quá bánh bèo luôn chị. Đừng có tomboy quá. Dạ, quá bánh bèo luôn ạ. Quá bánh bèo luôn, em yên tâm ha. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, đừng có dây thun. Dạ. Em có giờ dây thun không cưng? Dạ không ạ, em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị. Em là phải đúng giờ, hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó, hoặc là sớm hơn xíu, hoặc là trễ hơn thì phải thông báo cho bạn kia biết. Em không thích điều gì nhất ở đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ở dơ với lại hôi hôi. Không có hôi, thơm. Mỗi ngày mỗi tắm đúng không? Dạ mỗi ngày mỗi tắm. Thậm chí có ngày tắm 2 lần đúng không? Dạ. Ok. Nó chỉ ít có đàn ông nội dơ lên em ơi. Tại có vì... những người mà không tắm luôn á. Tại vì người ta không có gia đình, người ta làm biến tới bê bối chứ. Thử có gia đình coi người ta tắm ngày mấy chập luôn á. Không hút thuốc nữa anh? Có không em? Dạ không. Không luôn, rồi gì nữa? Dạ, không gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Được chưa? Dạ được. Mình hiểu nhau, mình yêu nhau, mình tới độ phải cưới rồi thì có chuẩn bị gì chưa? Dạ có rồi anh. Cái gì? Tiền với nhà. Nhà ở chung với ai? Nhà thì ở chung với ba mẹ nhưng mà có 2 nhà. Có 2 nhà phải không? Vậy ba mẹ cho nhà kia đúng không? Dạ. Em đi với ai? Dạ hiện tại em đi với mẹ em. À rồi có mẹ. Nhà à trai. Xin chào hai MC Nguyễn Linh với lại Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Thì Chí Thiện nó rất là hiền, cũng ít nói chứ không có nói nhiều. Còn về vấn đề gia đình mà nhà cửa chuẩn bị để đám cưới thì nhà đã lo rồi, tại vì có thằng trai phải lo nhà cửa đồ sẵn. Thì tôi cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bé này. Thấy cháu ở đây rất là dễ thương. Tôi thấy xinh đẹp, thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Dạ rồi, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn cô. Dạ. Còn em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, anh họ, chị đồng nghiệp với bạn em ạ.
Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em chào bác gái ạ. Thì em thấy cũng bạn trai cũng gọi là được. Còn quan trọng là hai em có đến được với nhau là tùy ở hai em. Cổ vũ cho hai em vậy thôi. Cổ vũ. Thôi bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bó hoa tặng em với lại một cái bức tranh thư pháp. Thì cái tranh thư pháp này nó ghi một cái chữ là chữ duyên. Thì ở đây là cái nói lên cái quan điểm tình yêu của anh. Dạ em cảm ơn anh. Mà tặng anh cái quyển sách này. Cái này là Tám nhà ba mẹ em trồng. Thì hôm nay ba mẹ em không tới đây được, nên ba mẹ gửi vào đây để em tặng cho anh. Em mời anh Huyền Linh ạ. Thế là em mời chị Hồng Vân luôn ạ. Đây để em đây luôn, để em đây luôn đi. Dạ, anh ăn thử một trái đi xem nó có hương vị như thế nào ạ. Ủa rồi trái nhiều không vậy bé? Dạ nhiều ạ. Ồ vậy đó hả? Dạ nguyên một vàng luôn ạ, một vàng thì... Quá ngọt luôn. Cho Vân miếng. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Thôi cho Vân một trái lớn. Trời ơi coi ghê chưa. Táo này nó ngọt cũng giống như là cái sự ngọt ngào của em vậy đó. Anh mở ra đi, cái trang đầu tiên em có thả thính đó. Hy vọng là anh sẽ dính thính của em. Không người nào có thể trở về quá khứ để bắt đầu thêm lần nữa. Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết một kết thúc khác hoàn hảo. Có chấm dính không anh? Chắc có. Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh có cái sự điềm tĩnh. Anh có năng động không? À, anh cũng năng động, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội. Em công việc của em hiện tại là em làm ở Bình Tân ha. Dạ em làm ở Bình Tân. Em ở trọ ở Bình Tân luôn hay sao? Dạ em ở trọ ở Bình Tân luôn. Em có ngại làm dâu Nguyên Hòa không? Dạ không ạ. Em sống ở hướng nội, thích quan tâm tới gia đình. Em nghĩ là cái việc làm dâu thì không có khó khăn gì em. Dạ. Anh nghĩ là phụ nữ giữ tiền thì cũng tốt. Em ta... Dạ thì lương của anh thì anh đưa cho em 8 thôi, còn anh giữ lại 2 để anh tiêu xài. Ca hát văn nghệ gì đi cho nó bớt căng thẳng coi, thấy hai đứa căng dữ vậy. Hát hò để vui đi. Trời ơi. Thì anh không có còn một trái, tôi chưa từng thấy ai như ông đó mối. Ngon nó ngọt lắm. Xong chừa cho tôi một trái. Gửi cái dĩa nha. Dạ. Thôi hát giao lưu đi. Em có thích nhạc trẻ không? Anh sẽ hát một bài nhạc trẻ tặng em. Dạ. Đứng lên sẽ hai đứa bài, đứng gần hát. Vì yêu để tặng em. Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Sức mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Hát đáp lại liền. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, rồi, rồi các bạn về chỗ đi nào. Về đây. Nếu như trái tim rung động thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai và ba. Các bạn chơi bắn nguyên tắc chứ sợ luôn. Đấy, nắm tay được rồi đó. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Không cái đi, không cái nào.